Hè tới rồi, các chị yêu nhà mình ơi, nên có một chiếc zoom ở trong tủ đồ cho em nha. Với form dáng zoom lửng ngày hôm nay, các chị yêu nhà mình thấy là lên form quá là sang đúng không ạ? Hôm nay thì em sẽ lựa chọn cho mình là chất liệu ở trên áo sẽ là chất liệu von hàng nha. Và phần ở dưới thân quần này thì em làm cho mình là chất liệu là vải chinh phong cao cấp, có là lớp lót trong các chị nha. Form em làm cho mình là mẫu zoom suốt lửng. Và cái mẫu zoom này các chị yêu nhà mình có thể mặc cho em mùa hè rất là mát luôn, vừa nhẹ nhàng, vừa thanh lịch mà lại vừa rất là sang trọng nữa. Form này thì em lựa chọn cho mình tông một tiết cho em sẽ ở trên là hoa, ở dưới xe em sẽ làm cho mình là phong trơn. Mẫu này thì em muốn làm cho mình cái phong quần là phong trơn để các chị cảm giác được cho em riêng là nhìn gọn hơn nè, nhìn đẹp hơn và nhìn sang hơn. Với tông màu này thì quá là dễ bận cho em đúng không ạ? Và mẫu dung này thì em đang có đủ size cho mình luôn, từ sáng đến size cho em là size 3XL. Ở trên thì em lựa chọn cho mình phong dáng cụ tròn hơi dính tiên nhẹ một tí xíu, tạo điểm nhấn trên cái dung của mình. Và phong tay thì sẽ là phong tay lỡ, thiết kế phong tay lỡ làm cho mình là tạo điểm nhấn bồng nè, che được cái đường tay nè, hỗ trợ cho các chị yêu nhà mình giúp là thon gọn dáng người hơn. Và với mẫu dung ngày hôm nay thì em đang có trên các cơ sở chi nhánh nha, cơ sở chi nhánh Quang Trung Gò Vấp, cơ sở chi nhánh Bình Dương và cơ sở bên chi nhánh cho em là Tân Phú các chị nha. Và hiện tại là bên em đang có chương trình giảm cho cái mẫu dung ngày hôm nay, hỗ trợ giảm 20.000 áp dụng tại cái video này. Và ngoài ra em còn miễn ship cho kiểm tra hàng luôn, đặt đơn hàng chỉ cần để cho em thông tin số bên dưới, em sẽ hỗ trợ liên hệ cho mình để tư vấn sai nha. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa tất cả các bình luận có chữ số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn sản phẩm, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm, kết bạn và nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để được hỗ trợ chốt đơn ạ. À.